Vừa Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ. Đây chính là cái món quà của em Huỳnh gửi đến cả nhà nha. Đây là cây giảo cam và cái bông hoa nè, cực kỳ xinh luôn á cả nhà, màu cam ha. Và đây thì cây bên em Huỳnh á, được ghép gốc nhớt tương đối to nè quý khách. Và mẫu này em bán á, là 70 ngàn một cây, 4 cây em bao ship. Và đây quý khách nhìn xem những cái đế nè, rất là đẹp luôn ha. Đế nó cũng tương đối đơn giản chứ không cầu kỳ, nhưng mà nó hơi quái quái ha cả nhà. À đây, à, nó lớn lên, nó nổi cái bộ đế lên, nhìn rất là duyên nha. Và rồi thì em có một cái lô mai con quấn rễ cũng na ná cái hình như vậy nè. Đây cái lô này nè, một bên á là em bán giá 5.500 một cây, một bên là em bán giá 6.500 một cây ha. Quý khách từ từ chờ em Quỳnh nha. Và đây nha, cái đế nè cả nhà, đây cả nhà xem những cái bộ đế nè, đó đế quái, đế này là em Huỳnh đã môi lên và cho cả nhà mình khảo sát xem cái nó kiểu gì ha. Khi mà về á cả nhà thấy mà có những cây nó nằm ở dưới cái miệng chậu á, thì mình có thể kiểm tra ha, mình có thể kiểm tra xem là nó kiểu gì. À, mình lấy ngón tay nè, mình moi nhẹ cái miệng ha, thì mình xem thử coi nó kiểu gì. Nó cứ chung là có những kiểu nó rất là quái quái, còn có những kiểu nó cũng đơn giản nha quý khách. Thì nó lộn xộn trong khoảng 5.000 cây. À, cái kiểu nè, em thấy khảo sát thấy là đa số mới có mấy cái kiểu này nó nhiều nè. Đó, giống như hình con thú á quý khách. Rồi thì ai mà thích cái kiểu như thế này á thì alo em ha. Rồi cây này nè quý khách có thể trồng tràn thông được nha. Em thấy có chi cành nhánh nè quý khách. Đó, trồng tràn thông được nè. Rồi chột này nè, chột này là cỡ như đầu đũa nhỏ, đầu đũa mình ăn cơm, ống hút và nhỏ hơn ống hút. Cây cao từ 3 tấc rưỡi cho đến là 4 tấc rưỡi. Này quý khách xem ha. Đó. Và rồi thì 5.500 một cây. Đó. Em thấy nha, đối với những cái mẫu rễ như vậy nè cả nhà, càng lớn á, nó càng nở ra tự nhiên và cây nó phát triển cũng nhanh nè. Rồi bộ đế này nè cả nhà, nó đẹp ha. Đây, ai thích sưu tầm đơn giản mà đẹp mà lạ mà độc á thì alo em nha. Rồi bên này thì cái đế nó cũng giống vậy luôn quý khách, nhưng mà nó cao hơn, từ 4 tấc cho đến là 6-7 tấc. Đây cả nhà thấy ha, nó cũng quái quái nè, nó không có theo cái mẫu bí hay là rắn rít gì hết đó cả nhà, nhưng mà nó cứ tự nhiên thôi. Nhìn nó vẽ như là mỗi cây là một vẽ đó quý khách. Đây cả nhà xem nè, đó biết hình gì luôn nhưng mà mỗi cây là mỗi vẽ ha. Và có những cây nó phơi lên quý khách, còn có những cây em phải moi ra thì mới thấy ha. Rồi thì mẫu này á là mọi người cũng thích hợp trồng tràn thông được luôn, thoát thân em thấy nó cũng không cao lắm ha. Và mọi người có thể trồng tràn thông nè, có thể quấn thân nè, rồi cũng có thể là nuôi để mà cắt ghép những cái giống mai mới. Và một chút xíu nữa em sẽ quay cho cả nhà mình nhiều cái mẫu đế mà nó tự nhiên, nó đơn giản mà nó rất là đẹp luôn quý khách. Thì đây mẫu này là 6.500 ha. Em Huỳnh có tầm khoảng là 5.000 cây nha quý khách. Rồi ai thích mấy cái mẫu mã như thế này thì alo cho em. Số điện thoại của Huỳnh là 0949234525 ha. Và em sẽ trực tiếp em chốt hàng cho cả nhà nha. Và rồi em xin nhắc lại nè, em bán từ 30 cây là em sẽ gửi cho quý khách rồi, nhưng mà dưới 100 cây thì quý khách chịu tiền ship giúp em. Tiền ship của 30 cây là khoảng tầm 45.000. Còn tiền ship của 50 cây thì sẽ là khoảng cỡ 50-60 ngàn. Còn nếu như ưu đãi hơn, quý khách lấy 100 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển, tặng kèm 4 cây luôn. Còn 5 cây thì quý khách chỉ được 2 cây thôi, tặng 2 cây thôi và phải chịu tiền phí vận chuyển ha. Nói chung á quý khách ơi, mình sưu tầm những cây này về mình rất là tiện lợi luôn. Rồi mình muốn làm gì theo sở thích của mình thì làm ha. Với lại đặc biệt một điều nữa là khi em Huỳnh nhận chuyển thì nó sẽ rụng ít lá, nhưng mà không sao quý khách, là mai con rất dễ luôn, mình nói thật luôn, rất là dễ. Mình dễ chăm, rồi nó rụng vài lá nó cũng sẽ rất là mau nhanh mọc lá nha quý khách. Rồi ha, ai thích thì alo em nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cho cả nhà xem nè cái mẫu đế của những cây hoa hồng thanh tú và cây cúc tư long nha. Thì đây, hoa hồng thanh tú sẵn có mặt hoa cả nhà xem nè. À, cái này ha, lớp hoa nó cũng rất là đẹp luôn nha, lớp hoa cực kỳ duyên luôn quý khách. Rồi thì đây những cây đế nè cả nhà thấy không, đế rất là đơn giản nhưng mà nó nổi lên nè, cực kỳ đẹp luôn.
Đó, cả nhà xem ha. À, quý khách nuôi á và dăm xuống đất á, tầm khoảng cỡ 1 năm á cả nhà, là cây nó sẽ mập mập như vậy luôn nè. Đó, cả nhà thấy ha. Nó cỡ như ngón út em hoặc là lớn hơn ngón giữa của em thì là có thể ghép được ha. Và lúc đó chúng ta muốn làm tàn thông thì làm, còn không thì chúng ta cắt ghép. Rồi mẫu hồng anh Tú này là 100.000 một cây quý khách. Có những cái kiểu rất là đơn giản vậy thôi mà nó nhìn rất là duyên nè quý khách. Có một số kiểu ha, nó cũng quái quái như vậy luôn nè. Đó. Rồi có những kiểu như chữ C thôi. Chữ C nằm ngang thôi nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Em sẽ kiếm cho quý khách xem nha. Bên này là tư long nè. Cái tư long này thì em bán là 70.000 một cây luôn. Đó, có những cái kiểu rất là đơn giản luôn nhưng mà cái bộ đế nó khi nổi lên nó tuyệt vời luôn quý khách. Tuyệt vời luôn. Rồi, 70.000 một cây ha. Ai mà có nhu cầu á là mua mây con hoặc là mua mây giống á thì alo cho em Quỳnh ha. Và những cái clip mây giống á thì em Quỳnh có rất là nhiều clip ha. Hầu như là em Quỳnh quay rất là nhiều luôn. Đây quý khách nhìn những cái kiểu rễ mà nó đơn giản nè. Nó đơn giản mà nó nhìn nó rất là đẹp luôn nè quý khách. Rồi, cái tư long này em bán là 70.000 một cây ha. 70.000 một cây. 4 cây em cũng bao ship nha. Nói chung là vườn Quỳnh thì ngày nào em cũng tranh thủ em ship hàng cho khách đó. Ngày nào em cũng tranh thủ nha quý khách. Đó. À, rồi. Thì đây. Cái loại này là 150 cánh nè quý khách. Cúc 150 cánh nè ha. Đây nó có mấy cái kiểu rễ cũng quái quái nè, cũng khá đẹp nè. Mẫu 150 cánh này em bán giá là 70.000 cây. Đó, cả nhà em thấy nè. 70.000 cây ha. Và 4 cây em bao ship và 10 cây em tặng một. Rồi. Em có thọ hương nữa nha quý khách. Có thọ hương luôn. Thọ hương này thì em bán giá là 80.000 một cây nha. Quý khách đợi em tí nha. Thọ hương nè. Đây ha. Cái thọ hương này á, cái rễ nó cũng khá đẹp nè quý khách. Đó, nó có nhiều cái kiểu rễ lắm. Thì hương em bán 80.000 cây. Cây này em có lắc lộn rồi ha. Và nó cũng khoảng 3 tấc rưỡi 4 tấc nha quý khách. Hôm nay em bán 80.000 một cây. Cái chột giữa nè, cả nhà thấy nó lùng lùng nhưng mà chột giữa này nó mập, nó cứng cáp rồi. Đó, 80.000 cây ha. 4 cây bao, 5 cây bao ship, 10 cây tặng một nha. Này quý khách xem nè. Rồi. Đây là cúc thọ hương á quý khách. Cúc thọ hương. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình.